Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các lưu học sinh Lào và Campuchia thuộc phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có dịp lần đầu tiên được trải nghiệm với công việc gói bánh chưng, một loại bánh không thể thiếu trong mỗi dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Lạ lẫm với món bánh mới ở một quốc gia mới là điều có thể nhận ra. Nhưng các lưu học sinh lại cảm thấy rất thích thú với hoạt động này. Nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô và các đồng chí công an, từng chiếc bánh được các bạn lưu học sinh gói rất thuần thục và tỉ mỉ để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Bánh chưng ở Việt Nam thì ở Lào nó không có các gói như này. Hôm nay thì lần đầu của em gói bánh chưng. Bánh cái đầu của em là nó không đẹp. Là thứ hai thì lần gói thứ hai thì nó đẹp hơn. Hôm nay em cảm thấy hôm nay là rất là vui, càng đông người càng vui. Đây là năm thứ hai liên tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên các bạn lưu học sinh Lào và Campuchia không thể trở về nước đoàn tụ cùng gia đình trong dịp nghỉ Tết cổ truyền của người Việt. Mặc dù có đó một chút buồn vì nhớ gia đình, bạn bè, nhưng theo các bạn, đây lại là một dịp nữa để cho họ khám phá thêm về nét văn hóa, phong tục tập quán trong ngày Tết của giải đất hình chữ S này. Năm nay là năm thứ hai thôi, em là chưa về quê được. Năm thứ hai này mà em chưa về quê được vì là phải buồn lắm vì là nhớ anh em, bố mẹ ở Campuchia. Nên mà vì về quê không được vì có dịch COVID-19. Nhà trường này hôm nay là bạn tổ chức làm bánh đón Tết của Việt Nam. Nên mà thấy biết thêm những văn hóa của Việt Nam vì làm bánh đón Tết, em rất cảm thấy của em rất vui đó. Thêm nữa em thấy sự đặc biệt ở Tết Việt Nam thì kiểu như là trong ngày Tết thì người Việt Nam sẽ có lì xì để tặng người trẻ tuổi hơn mình, và thêm nữa trong ngày Tết này thì người Việt Nam sẽ mời họ hàng để đón Tết ở nhà của mình, hoặc họ sẽ đi chơi ở nhà của họ hàng của họ để ăn Tết chúc mừng. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện có 180 lưu học sinh Lào và Campuchia đang theo học. Nhằm hỗ trợ cho các bạn đón Tết Việt, nhà trường cũng đã tặng nhiều phần quà Tết bao gồm kẹo bánh để các bạn vui xuân, đón Tết và khuyến khích các bạn trong quãng nghỉ Tết này tranh thủ tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh, các sự kiện, lễ hội để tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa của người Việt hoặc sang nhà các bạn người Việt Nam đón Tết. Tuy nhiên, phải tuân thủ quy định về giao thông và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.